Hi, xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Nam đây. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về một cái video, đó chính là RAM map ECU trên bàn Dino thì hiệu quả của nó sẽ tới đâu. Thì cái này là chia sẻ cá nhân của mình, nếu mà các bạn thấy sai ấy, các bạn hãy comment ở bên dưới để cho mình biết để mình có thêm những kiến thức mới nha. Còn nếu mà các bạn thấy nó có một cái hữu ích gì đó cho các bạn thì các bạn hãy like video này để ủng hộ mình nha. Thì cái đầu tiên đó chính là Dino là gì? Dino nó chính là một cái công cụ hỗ trợ cho chúng ta để RAM map ECU nó tốt hơn và nó đỡ nguy hiểm hơn. Thay vì chúng ta phải chạy ngoài đường để chúng ta test ở ngoài đường đúng không, thì nó sẽ khó và chúng ta xem thông số nó sẽ rất là khó. Nhưng mà khi mà chúng ta có một cái bàn Dino ấy thì chúng ta sẽ test ở trên đó, nó sẽ cho chúng ta biết là cái thông số như thế nào, mã lực bao nhiêu, rồi là tỷ lệ hòa khí có ổn định hay không, thì chúng ta sẽ hoàn toàn mà trong tầm kiểm soát của chúng ta. Thì cái việc RAM map ECU nó sẽ hiệu quả và nó sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Tại vì khi nếu mà không có cái bàn đó thì chúng ta sẽ phải test ngoài đường, chạy thực tế thì nó sẽ có nguy hiểm giao thông đúng không, chạy tốc độ cao ngoài đường nó sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên nếu mà có bàn Dino nó sẽ có rất hữu ích cho chúng ta khi mà chúng ta RAM map ECU, tại vì nó có những thông số chuẩn và không nguy hiểm chúng ta phải chạy ngoài đường. Thì cái bàn Dino đó nó cực kỳ hiệu quả như thế, nhưng mà nó cũng có những cái điểm yếu cố hữu nha các bạn, chứ không phải là cứ Dino là hoàn hảo. Tại vì khi mà chúng ta có một cái bàn Dino ấy thì nó phải là bàn Dino xịn. Xịn ở đây có nghĩa là không phải là mắc tiền hay sao, nhưng mà cái xịn của nó có nghĩa là cái thông số của nó làm sao tiện cận với cái lúc mà mình chạy thực tế nhất. Ví dụ mà có những cái bàn Dino nó cũng có những cái thông số hiển thị trên màn hình máy tính, nó có tỷ lệ AF rồi có mã lực ở trên đó, nhưng mà nhiều khi cái sai số của nó nhiều quá các bạn. Cái bàn Dino thì người ta phải nghiên cứu đúng không, làm sao mà nó phải có chuyển động, rồi là cái lực tải làm sao nó giống thực tế nhất. Nhưng mà những cái bàn mà người ta làm không kỹ, người ta làm không có chuẩn, thì những cái thông số đó nó sẽ sai với cái thực tế của chúng ta chạy trên đường, thì nó sẽ không đúng. Thì cái bàn Dino nó cũng khá mắc tiền các bạn. Cái bàn mà ở nước ngoài mà những nước châu Âu người ta làm, mà người ta test những cái xe hơi hoặc là những cái xe phân khối lớn ấy, thì giá trị của nó lên tới vài tỷ. Còn ở Việt Nam mình thì nó tầm có khoảng 100 tới 200 triệu là có một cái bàn Dino rồi. Thì cái chất lượng của nó như thế nào thì cái đó là phải thực tế chạy trên xe và test map thì cái đấy mình mới biết được. Nhưng mà đây mình nói khái quát qua thôi. Cái đầu tiên là cái cách thức test map của nó làm sao nó phải gần giống với cái trải nghiệm ở trên đường mình nhất. Cái thứ hai là cái cách thiết kế của cái phòng Dino các bạn. Nó cực kỳ nhiều yếu tố nha. Nếu mà như các bạn coi những cái bàn Dino ở bên nước ngoài đúng không, khi người ta test ấy, thì nó sẽ có hai cái cánh quạt rất lớn để nó thổi quạt vô trong cái phòng Dino đó. Cái mục đích của nó là gì các bạn? Khi mà cái phòng kín của chúng ta đúng không, mà chúng ta test ở trong đó mà cái phòng kín ấy, thì chúng ta chạy được một lúc khí oxy hút vô và nó đốt ra, nó thải ra khí CO2. Nếu mà nó không bị được lưu thông cái không khí đó ấy, thì cái phòng của chúng ta từ từ dần dần nó sẽ giảm bớt khí oxy và nó tăng nồng độ khí CO2 lên. Thì nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng như thế này các bạn. Nếu mà các bạn test như vậy đúng không, nếu mà theo cái môi trường bình thường thì cái mức phun xăng như vậy là đủ, tại vì cái oxy nó nhiều. Nhưng mà khi mà chúng ta test ở trong phòng đấy mà cái lưu lượng không khí ở bên trong nó không được giải tỏa như cái môi trường ấy, mà cái khí CO2 nhiều quá, thì cùng một cái mức độ phun xăng đó thì cái khí oxy nó bị giảm thiểu đi rồi, nó ít đi rồi, thì cái tỷ lệ AFR chúng ta đọc được ấy thì nó sẽ là dư xăng, đúng rồi. Nếu mà ở ngoài môi trường cùng cái mức phun nhiên liệu đó thì nó đã đủ nha, nhưng mà nếu mà ở trong cái môi trường mà nó thiếu oxy đó thì nó lại là dư xăng. Thì cái hiển thị của chúng ta ở trên cái màn hình nó sẽ là dư xăng. Thì cái lúc đó thì cái kỹ thuật người ta biết là nó dư xăng, người ta sẽ chỉnh map lại, người ta giảm xăng đi để cho nó đúng với cái AFR chuẩn. Thì cái AFR chuẩn đó, người ta căn map đồng hàng ngon lành, thì cái AFR chuẩn đó là chuẩn trong phòng Dino. Nhưng mà khi mà chúng ta lôi ra ngoài ấy, thì cái khí oxy nó nhiều hơn, thì cái map đó nó lại gây ra thiếu xăng nha các bạn. Đây là một cái hiện tượng rất là bực mình và khó chịu mà mình đã từng bị trải qua. Tại vì mình khi mà mình test map, người ta gửi cho mình map và người ta gửi cái thông số cho mình thì cực chuẩn. Nhưng mà đến lúc mà mình nạp vô cho khách ấy, thì nó lại bị thiếu xăng các bạn ạ. Cho nên là cái việc mà mình test map mà mình làm những cái ECU này, mình làm được trong vòng cỡ tầm 4-5 tháng rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp nó gây ra cho mình rất đau đầu, và cái map của mình đã làm Dino rồi là mình đã test thực tế ngoài đường, mình đã chỉnh đi chỉnh lại, tinh chỉnh rất nhiều để cho nó phù hợp nhất và tìm ra một cách tối ưu nhất để cho các bạn trải nghiệm. Thì cái bàn Dino là như thế. Nhưng mà khi mà chúng ta test map ở trên bàn Dino ấy, thì nó không có thực sự là tương quan với cái mức độ chúng ta chạy trên đường. Tại vì khi trên đường chúng ta chạy đúng không, có lúc mà chúng ta dồn số, chúng ta nhồi ga, chúng ta liên tục giảm ga, đá số, nhồi ga liên tục. Rồi là trên đường của chúng ta nó có gió mạnh, gió nhẹ, đường dốc, rồi là đường xuống, đường xuống dốc, đường lên dốc. Thì những cái chế độ khác nhau thì cái chế độ phun xăng của nó cũng sẽ khác nhau. Cho nên là khi mà chúng ta test Dino ở trên bàn Dino, những cái thông số mịn đẹp như vậy ấy, là mịn đẹp khi mà chúng ta giữ một cái tỷ lệ ga
và cái môi trường của nó như vậy thôi thì nó là chuẩn. Nhưng mà khi ra đường chúng ta chạy ở nhiều chế độ khác nhau nó sẽ lại gây khác, và chúng ta khi mà chúng ta chạy ở trên bàn dyno ấy, có khi nó chạy lên tới, ví dụ nha, chạy 140 test ở trên bàn dyno đấy, chúng ta cứ siết ga nó lên tới 140, nhưng mà khi các bạn ra ngoài đường chạy ấy, các bạn lại chạy được có 120 thôi. Có người hỏi mình không mở bởi không mở tua ở bên mình nha, nhưng mà người ta test map thì bảo là em test ở trong bài dyno là 140, nhưng mà giờ em chạy ở ngoài đường thì nó lên được có 110 mấy 120 hết cỡ rồi, thì bây giờ phải giải quyết làm sao anh? Thì mình cũng không phải biết giải thích làm sao trong một vài câu ngắn gọn để cho các bạn hiểu được. Cho nên là cái bàn dyno là nó hỗ trợ, nó là một cái công cụ hỗ trợ đắc lực để cho thợ test map, nhưng mà nó không phải là một công cụ hoàn hảo để khi mà test map ở trên đó nó chuẩn men rồi thì đem ra ngoài nó sẽ y chang như vậy. Cái đường thực tế của chúng ta hoàn toàn nó sẽ khác. Nếu mà bàn dyno tốt, thợ tốt, rồi là cái môi trường không khí, là cái cách thiết kế của cái phòng dyno đó tốt thì người ta làm tốt nhất, thì nó sẽ tiệm cận với cái mức chúng ta chạy bình thường ở ngoài đường. Tại vì không có một cái bàn dyno nào thực tế bằng khi chúng ta chạy trên đường cả. Đó là sự thật các bạn. Có bạn có test cỡ nào đi chăng nữa thì cái sự thật chúng ta chạy trên đường là nó thực tế nhất. Rồi, đó là mình nói về cái phần mà bàn dyno và những cái tốt và những cái xấu của nó. Thì để cho các bạn hiểu hơn rõ hơn về cái bàn dyno. Rồi bên mình ấy, thì mình không có bàn dyno, cho nên là mình có phải gửi file đi cho những cái bàn dyno làm. Người ta làm cho mình, làm file cho mình. Còn khi mình chạy về nó lại không được nữa thì mình sẽ phải tinh chỉnh lại theo cái kỹ năng và cái khả năng của mình và cái hiểu biết của mình. Thì bàn dyno chạy về mình nạp vào xe cho người ta, mình cứ tự tin là ok, thông số chuẩn. Nhưng mà khi khách người ta chạy, người ta lại đánh giá là không được anh ạ, nó bị gì thiếu xăng. Rồi nó có xe thì bị dư xăng. Cho nên là mình lấy rất nhiều cái ý kiến phản hồi của khách hàng. Có người khen, có người chê. Nhưng mà thật sự là qua những cái thời gian gian nan khó khăn đấy thì từ từ mình đã hình dung ra và mình đã làm ra những cái map mà nó gần, nói chung là mỗi ngày một tốt hơn để cho các bạn trải nghiệm tốt hơn. Thì cái việc mở tua ESU này nó không hề là dễ dàng các bạn, nó không hề là dễ dàng. Có những người người ta đã mở ở những chỗ khác, xong rồi người ta tới chỗ mình mở. Nhưng mà có những người mở ở bên mình thì người ta không ưng ý, người ta cũng đi mở ở chỗ khác. Nó có rất nhiều cái điều kiện. Cho nên là mình không có nói là mình là một người test map hoàn hảo gì đâu, nhưng mà mình sẽ cố gắng cái bản map của mình nó sẽ càng ngày nó càng tốt hơn, và nó sẽ tốt hơn nữa. Chứ không phải là mình cái bản map của mình nó quá hoàn hảo, là nó chỉ việc nạp vô là ngon, không có đâu các bạn. Còn tùy phụ thuộc vào những cái chiếc xe của chúng ta như thế nào, cái hệ thống chứ phun xăng điện tử, rồi những cái hệ thống trên xe của chúng ta nó còn ok không, hay là nó có bị lỗi lầm gì không. Rồi là nó cái cách chạy của các bạn như thế nào, các bạn nặng bao nhiêu ký, các bạn thông số lốp của các bạn đang chạy là thông số như thế nào. Nó có rất nhiều yếu tố để cho chúng ta chạy được cái xe đó, chạy được để cái tốc độ chúng ta tối ưu nhất và cảm giác nó sướng nhất khi chúng ta vận hành nha. Thì những cái map bên mình mà map cho các bạn ấy, nó là những cái map mà trải nghiệm thực tế các bạn ạ. Tại vì mình khi mà mình map cho khách hàng ấy thì mình cũng hay lấy những cái thông tin của khách hàng về, rồi là anh chạy hết cỡ được bao nhiêu km, rồi là anh chạy nó có bị dược gì không, hay là cái cảm giác ở những cái giải ga nào mà anh thấy nó không phù hợp hay không. Cảm giác của con người các bạn, cảm giác của con người. Nhiều khi những cái thông số trên bàn dyno nó rất là tuyệt vời đúng không, nhưng mà khi mà chúng ta chạy trên đường cái cảm giác của chúng ta không tốt ấy, thì nó cũng vẫn là không tốt. Còn khi mà chúng ta test thực tế ở trên đường mà cái chúng ta không cần phải bàn dyno, chúng ta test thử mà đã thấy nó ok, cảm giác nhẹ sướng thì nó vẫn là sướng nha. Đó, quan trọng là cái những cái thông số đẹp ấy nó chỉ làm cho chúng ta tin tưởng, còn những cái cảm giác của chúng ta là nó làm cho chúng ta chạy cảm giác sướng và chúng ta phấn khích đó. Đấy là một cái chia sẻ thêm để cho các bạn hiểu thêm về cái việc test dyno. Thì cái việc dyno là tốt, nói chung là nó hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều, nhưng mà nó không phải là hoàn hảo như các bạn tưởng tượng. Nhiều các bạn cứ nhìn thông số để chạy ở trên test dyno nó như vậy đấy, các bạn cứ nghĩ là nó rất là ok, rất là ngon. Thì cũng đúng, nhiều khi mà chúng ta test map mà những cái người thợ test map tốt, người ta có những cái phòng test map tốt, những cái công cụ test map tốt, thì người ta test ở trên đó nó sẽ gần tương đương với lại chúng ta chạy trên đường thật. Nhưng mà có những cái test dyno ấy các bạn, nó có những cái như kiểu cái máy người ta công cụ hỗ trợ nó không chuẩn, rồi là ở trong cái phòng đó người ta thiết kế nó không đúng kỹ thuật, thì khi mà cái test dyno ở trên đó nhìn nó rất là chuẩn, nhưng mà khi ra đường chúng ta sẽ chạy, chúng ta sẽ thấy khác biệt hẳn luôn. Cái đó là sự thật, và mình đã làm cho rất nhiều khách, và cũng có khá nhiều khách mở tour bằng dyno thì cũng qua mình mở lại. Rồi có những người mở tour bằng smart tool, rồi là những cái máy công cụ hỗ trợ khác mà nó không thể chỉnh map được ấy, người ta nạp vô người ta chạy không ưng ý thì người ta cũng đưa tới để cho mình nạp lại nha. Rồi ok, chốt lại, cái việc dyno là tốt, nó là một công cụ hỗ trợ đắc lực để cho người thợ test map ok. Nhưng mà nó cũng có cần nhiều những cái kỹ thuật khác và những cái chất lượng khác để nó đưa ra một cái bản map tối ưu nhất.
Còn cái việc mà không có dyno mà chúng ta phải test ở trên đường, thực tế trên đường ấy, thì nó cũng có một cái điểm dở, đó chính là nó rất khó khăn trong việc căn chỉnh. Và chúng ta phải thử xem buji rồi là xem nó có dư xăng hay thiếu xăng, rồi là chúng ta phải kiểm tra cảm biến oxy, thông số nó đưa ra chuẩn hay không, rồi là chúng ta phải quan sát rồi cảm giác chạy như thế nào thì chúng ta phải quan sát. Nó sẽ gây ra rất nhiều khó khăn. Nhưng mà khi mà chúng ta không có dyno mà chúng ta test thực tế trên đường vậy, nhưng mà đến nó rất nhiều khó khăn như vậy, nhưng mà khi nó đã ra những cái quy tắc chung rồi là ra những cái thông số chuẩn và chúng ta biết cách để chúng ta map ECU ấy, thì nó sẽ cực kỳ là ngon lành nha. Tại vì đó là lấy trên cái cảm giác chạy thực tế ở trên đường của chúng ta đó. Thì cái nào nó cũng có cái điểm mạnh và cái điểm yếu riêng của nó. Cho nên là có rất nhiều bạn hỏi bên mình ấy là mà có test dyno không, rồi là test dyno là ok lắm rồi các kiểu. Thì nói chung là mỗi người một cái trải nghiệm khác nhau, rồi là có người test dyno thì chạy ngon, có người test dyno thì chạy không ngon, rồi là có những lúc nào nó cũng có hai luồng ý kiến khác nhau cả. Cho nên là test dyno thì mình cũng thấy là nó cũng ngon, nhưng mà nó cũng có nhiều cái bất cập. Thì mình cũng chia sẻ lên đây thêm cho các bạn để các bạn không thần thánh hóa cái việc mà test dyno nha. Test dyno là một công cụ, còn chuẩn hay không nữa là cảm giác chạy trên đường thực tế của chúng ta đó. Rồi, và sau những cái chia sẻ cơ bản ngắn gọn này ấy, thì hy vọng là các bạn đã hiểu rõ hơn về cái việc mà set map ECU và cái việc test dyno ở trên đường nó như thế nào. Rồi, sau cái chia sẻ ngắn gọn này ấy, thì hy vọng là các bạn đã hiểu hơn một chút về cái việc test dyno và cái việc set map ECU ở trên mà chúng ta test thử ở trên đường và cảm giác chạy của chúng ta là như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Mình ngừng video ra đây.